Hiếu ơi, ngoại nói nghe nè, ngoại đưa con về nhà ba má nghe. Sao vậy? Ba má của con mà, đâu phải ai đâu mà con sợ. Đi với ngoại nghe. Hiếu nó sao vậy má? Nó không chịu về nhà. Chị uống nước đi. Không ấy để nó ở nhà em giữ cho. Em không có đánh nó đâu, đừng lo. Hiếu ơi, Hiếu ơi, Hiếu quay qua nói chuyện với mợ một chút xíu nha. Một chút xíu thôi nha. Bây giờ mình bỏ tay ra nói chuyện với nhau ha. Hiếu giỏi quá ta. Bây giờ mợ sẽ đưa Hiếu về nhà với mẹ Hương. Rồi chiều bà ngoại sẽ qua bên nhà đón con qua đây chơi với bà ngoại nha. Hiếu giỏi quá ta. Bây giờ con thưa bà ngoại đi, rồi hai mợ cháu mình đi nha. Vậy thôi, hai mợ cháu mình đi ha. Con đi nha má, con tính con đi. Uống nước đi chị. Công nhận cô Vi của vụ nít hay thiệt á. Đây, con trai về rồi nè. Thôi, con đi vô thay đồ đi, đi đi Hiếu. Chào bác. Cái thằng càng lớn nói nó càng không nghe. Mình thấy bạn nên dành thời gian để quan tâm bé Hiếu nhiều hơn. Dạo này nó có dấu hiệu lạ lắm á. Từ cái ngày mà nó bị bắt cóc phục tới bây giờ á, nói đến cái gì nó cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cứ im im à. Em lại bực nó lắm rồi đó. Mình nói cái này bạn đừng có nghĩ gì nha. Mình thấy bé Hiếu có dấu hiệu trầm cảm. Hay là bạn đưa nó đi khám bệnh thử coi. Nó giống nhà nội nói cái trầm cảm gì. Chị thấy anh Hiệu không? Cạy miệng nửa câu cũng không có nói được câu nào hết. Còn không hả? Là cái nhìn in cái mặt ra đó. Nhìn ngứa con mắt. Bộ hai vợ chồng có chuyện gì hả? Nó có. Em chỉ nói vậy thôi à. Mình thấy ba má ở nhà chuẩn bị quà đem qua cho nhà ông bà thông gia. Thiệt tình con không hiểu ba má tới thăm làm cái gì không biết nữa. Chị bỏ ngay cái thái độ đi, thu xếp công việc, ngày mai vào thăm má chồng chị đi. Bà mổ xong rồi đấy. Ba má cũng thấy rồi đó. Từ hồi con sanh thằng Hiếu tới bây giờ bà nội nó có tới thăm lần nào đâu. Cha mẹ dù có sai ấy, cũng vẫn là cha mẹ. Con lớn rồi cũng phải làm gương cho con cái nữa chứ. Thằng Hiếu nó còn không biết mặt bà nội nó là ai nữa kìa. Thì cũng tại con. Con thử nghĩ xem, đã bao lâu rồi con không đưa nó về thăm bên nội. Thôi, đừng bướng bỉnh gì nữa. Con người ta không thể mãi mà không nhìn mặt nhau được đâu. Ba má cứ lo chuyện của thằng Minh đi. Chuyện của con lo được rồi. Thông gia cái kiểu gì mà mấy năm trời không được câu hỏi thăm nữa. Dạ, nước nè anh. Cô tính nói con nghe. Cái điều mà quan trọng nhất á, là cha mẹ mình. Còn nó đã vậy rồi con ly dị đi cho nó khỏe, khỏi bực bội. Cô cô Tín cô nói cũng đúng đấy. Bây giờ giả sử thằng Hiệu nó bắt con chọn cha mẹ với nó thì con làm thế nào? Anh mà dám. Mai anh đi vô viện mấy giờ vậy? Sáng. Tiện đường đưa em với thằng Hiếu vô thăm bà nội luôn. Em đi thăm. Dù sao thì em cũng là con dâu, thăm bà nội thằng Hiếu cũng là bổn phận của em mà. Được, em nghĩ vậy thì tốt. Em chỉ tiện đường cho thằng Hiếu nó đi khám thôi. Nó bị cái gì mà khám? Không biết mới đi khám. Dạo này nó giống như bị điếc vậy đó, nói cái gì nó cũng không có nghe. Cô giáo còn nói hả, là nó còn đánh bạn trên lớp nữa đó. Chọc nó thì nó đánh thôi. Chị Vi nói nó có dấu hiệu trầm cảm, đi khám coi sao. Thôi đi, bà Vi đọc nhiều sách nhiều chữ, lúc nào bà cũng làm quá lên. Kệ, cứ đi khám một lần cho nó an tâm, dù sao thì cũng tiện đường mà. Chạy nha, chạy đi, chạy, chạy, chạy. Tin ơi, Tin ơi, tôi sẽ cậu như một chiếc máy bay phải không? Tôi cậu như một chiếc máy bay. Đúng rồi, máy bay nha, bay, 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 bay. Bá, nè con nhìn bá nè, nhìn bá nè. Hai mẹ con cười tươi lên nha. Ừ, đúng rồi, máy bay đó, máy bay. Rồi, hai mẹ con tập trung nhìn nè. 1, 2, 3, cười. À, cả nhà mình chụp tấm hình nha. Chụp hình ra. Cũng được. Chụp lấy liền hả chú? Lấy liền. Vậy chụp cho tụi con mấy tấm nha. Rồi, con cười lên. Nhìn chú kìa. Cười lên, cười lên. Con, đây. Quang đang họp, nhờ mình nhắn giúp. Tối nay anh ấy đi công tác đột xuất, ngày mốt về. Cậu đem quần áo đến cho anh ấy nha. Em yêu anh. Bữa giờ có chuyện gì không vui hả em? Hay là công việc không thuận lợi? Không, em bình thường mà. Vợ của anh biết mà. Đừng có giấu anh. Hay là có chuyện gì không muốn nói cho anh biết? Anh có yêu em không? Yêu em? Anh yêu em chứ. Anh có thương em không? Đương nhiên là thương em rồi.